kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo vào khoảng tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ, cũng như là một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mà khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, từ gần sáng và ngày 2 tháng 12 sẽ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 3, cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông, từ ngày mai sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Dự báo trong 1 đến 2 ngày tới, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ tăng cường và còn được tăng cường thêm vào chiều tối và đêm ngày 3 tháng 12 và tăng cường tiếp vào ngày 5 tháng 12. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió Đông Bắc đến Đông chủ yếu có cường độ trung bình. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, những ngày qua thì các tỉnh miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, liên tục bị bao trùm bởi gió rét và mưa lạnh khi khối khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió Tây Nam tạo ra một dải mây gây mưa liên tục tồn tại trên bầu trời Bắc Bộ. Mặc dù ngày hôm nay thủ đô Hà Nội chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nhưng trời vẫn còn khá rét buốt. Những ngày cuối tuần này trời chưa kịp ấm lên thì lại tiếp tục một đợt không khí lạnh mới với cường độ yếu tăng cường xuống nước ta. Kết hợp với hoạt động của dòng xiết trên cao làm cho thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tái diễn hiện tượng mưa rét trở lại. Do mưa rét nên nền nhiệt cuối tuần tại thủ đô Hà Nội khá thấp, ban ngày chỉ ở ngưỡng 20 độ và về đêm giảm xuống còn 18 độ với độ ẩm từ 95 đến 100%. Kiểu thời tiết âm u và rét tiếp theo này dự kiến cũng sẽ kéo dài sang tới cả nửa đầu tuần sau. Trong ngày mai sẽ lại có một bộ phận không khí lạnh khác được tăng cường về tới biên giới Việt Trung. Khoảng đêm và sáng ngày 2 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống miền Bắc, sau đó gió lạnh lan tỏa dần xuống các tỉnh miền Trung. Ngày hôm nay, thời tiết tại thành phố Hải Phòng tuy chưa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh gây ảnh hưởng và nhiệt độ có tăng nhẹ, nhưng tiết trời vẫn còn rét lạnh kéo dài, trời hầu như không có nắng và mưa phùn có xuất hiện tại trung tâm thành phố. Nhiệt độ trong ngày giữ ở mức từ 19 đến 21 độ với độ ẩm từ 95 đến 100%. Từ ngày mai thì do ảnh hưởng mạnh mẽ hơn của không khí lạnh nên trời còn duy trì mưa kèm nhiệt độ tiếp tục giảm từ 2 đến 3 độ nữa, trời tiếp tục rét sâu. Vâng, như vậy là với tình hình thời tiết trong giai đoạn này và một vài ngày tới sẽ là tiết trời rét sâu kèm theo sương mù, độ ẩm không khí liên tục duy trì ở mức cao. Ban đêm vùng núi sẽ xuất hiện rét đậm, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân trong khu vực. Các tỉnh miền Trung cũng chịu tác động của không khí lạnh, nhưng do cường độ của không khí lạnh yếu nên mưa dông chỉ xảy ra rải rác, chủ yếu tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, nhiệt độ giảm nhẹ. Các tỉnh ven biển thuộc khu vực Trung và Nam Trung Bộ hầu như không chịu tác động của không khí lạnh nên đêm không mưa, trưa chiều hửng nắng và nhiệt độ ở mức cao là trên 30 độ. Tại khu vực thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay trời có nhiều mây nhưng hầu như không mưa, nhiệt độ giữ mức từ 24 đến 31 độ với độ ẩm từ 65 đến 70%. Trên các tuyến giao thông tại khu vực thành phố rất thuận lợi cho hoạt động dã ngoại và du lịch cuối tuần. Sang ngày Chủ nhật có khả năng không khí lạnh gây ảnh hưởng đến khu vực thành phố, gió Đông Bắc mạnh dần lên. Đang trong thời kỳ mùa khô, vì thế thời tiết các tỉnh thành phía Nam ít mưa và nắng nhiều, thời gian nắng kéo dài từ sáng sớm đến chiều. Ngày hôm nay, khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi rìa phía Nam của những đợt không khí lạnh tăng cường từ phía lục địa Trung Quốc xuống. Do không khí lạnh chỉ phần nào gây ảnh hưởng đến cường độ không mạnh nên thành phố Hồ Chí Minh ban ngày trời nắng và hầu như không mưa nên sẽ khá thuận lợi cho hoạt động sinh hoạt, giao thông cũng như là vui chơi cuối tuần. Nhiệt độ cao nhất vào trưa nay đạt ở mức 34 độ. Tuy nhiên, nhiệt độ ngoài trời khả năng có thể sẽ cao hơn khoảng từ 1 đến 2 độ nên sẽ khiến mọi người có cảm giác nóng bức. Từ đêm thì nhiệt độ giảm về mức thấp nhất khoảng 24 độ với độ ẩm trong không khí tại đây là 55%. Trên hệ thống ảnh mây vệ tinh có thể thấy sự phát triển của những nhiễu động trong trường gió đông đem lại những khối mây dông mạnh cho khu vực các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trong chiều tối và đêm nay, tại khu vực này sẽ có mưa dông xuất hiện. Tại các tỉnh ven biển phía Tây Nam như là tại Kiên Giang và vùng ven biên giới phía Tây như An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, mưa nặng hạt hơn. Tuy nhiên, theo nhận định thì đợt mưa này chỉ tập trung nhiều trong ngày hôm nay, sang ngày Chủ nhật thì mưa giảm hơn. Tại trung tâm của thành phố Cần Thơ, trời duy trì trạng thái nhiều mây và có mưa xuất hiện. Nhiệt độ trong ngày có giảm nhẹ hơn đôi chút và duy trì ở mức từ 25 đến 32 độ với độ ẩm 65%. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời tiết đô thị sáng ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.